nồi chiên nướng không dùng dầu giúp giảm 80% lượng dầu mỡ dư thừa. Nồi chiên nướng không khí đa năng Magic A71. Công nghệ mới thông minh, nồi chiên nướng không dùng dầu giúp giảm 80% lượng dầu mỡ dư thừa. Sử dụng tối đa luồng không khí nóng luân chuyển liên tục ngấm sâu và làm nóng giòn thực phẩm. Sử dụng dễ dàng với một nút bấm, báo hiệu bằng âm thanh khi hoàn thành. Không cần dùng dầu mỡ, món chiên, nướng thơm ngon, giòn tan và không bị khô. Sự ra đời của nồi chiên nướng không khí Magic Korea A71 với cơ chế hoạt động đặc biệt là phần quạt phía trên phần trong nồi sẽ thổi ra những luồng không khí nóng. Sau đó dòng khí nóng lên đến 200 độ C này sẽ lưu chuyển tuần hoàn ở tốc độ nhanh và mạnh quanh vị thức ăn để chiên giòn đều thức ăn bằng không khí thay vì dầu mỡ như bình thường. Magic Korea A71 với chức năng hẹn giờ tích hợp cho phép bạn đặt sẵn thời gian nấu lên đến 30 phút và chức năng tự động tắt có cả âm thanh báo giúp bạn dễ dàng sử dụng hơn. Tiết kiệm 50% thời gian nấu nướng, giảm lượng dầu mỡ lên đến 80%. Sản phẩm đặc biệt phù hợp cho những gia đình quan tâm đến sức khỏe tim mạch. Nồi chiên nướng không khí Magic Korea A71 còn sử dụng bộ lọc khói nhằm giảm thiểu tối đa khói khi chiên nướng thực phẩm. Công nghệ lọc không khí nhanh chóng cho kết quả hết sức hoàn hảo. Khi chiên bằng các cách thông thường, bạn thường nhận thấy mùi cá chiên, thịt chiên sẽ bám lại trên quần áo hay dầu mỡ bắn tung tóe lên nền nhà, các vật dụng. Tuy nhiên, với Magic Korea A71 thì vấn đề này sẽ không bao giờ xuất hiện. Gian nhà bạn sẽ luôn thông thoáng và sạch đẹp. Magic Korea A71 rất dễ sử dụng, đơn giản chỉ bằng một nút xoay điều khiển nhiệt độ và một nút bấm tùy chỉnh thời gian cho phù hợp là bạn có thể tự tin cho món ăn sắp thành phẩm của mình. Nồi chiên nướng không khí Magic Korea A71 có thể chiên nướng tất cả các loại thực phẩm, làm bánh, không cần dầu ăn, an toàn và tốt cho sức khỏe. Điều khiển nhiệt độ tuần hoàn có thể điều chỉnh, cho phép bạn đặt trước nhiệt độ nấu ăn tốt nhất cho thức ăn lên đến 200 độ. Thưởng thức những món ăn chiên giòn, vàng ươm, món ăn nhanh, gà, thịt và nhiều món khác. Tất cả đều được chế biến với thời gian và nhiệt độ phù hợp để cho kết quả tốt nhất. Thực phẩm khi chiên qua nồi sẽ chín đều từ trong ra ngoài, các miếng thức ăn sẽ không bị dính kết với nhau, giữ nguyên được màu sắc ngon miệng, kiểu dáng thon gọn, thiết kế sang trọng, phù hợp với mọi không gian sống. Nồi chiên nướng chân không dùng dầu Magic Korea A71 thích hợp để chiên nướng các loại thực phẩm như thịt ba rọi, sườn heo, đùi gà, vịt, xúc xích, không cần dầu mỡ, cá, rau củ, bánh, chỉ ướp dầu khoảng 1 muỗng cà phê. Thực phẩm chiên nướng chín đều cả mặt trên, mặt dưới và bên trong, không cần trở mặt thực phẩm, không mất thời gian, không tốn dầu mỡ, không khói, không ám mùi, không văng dầu bẩn, không cháy khét theo lập trình tự động, đảm bảo sạch sẽ và an toàn cho cả gia đình. Sản phẩm chính hãng Magic Korea chăm sóc sức khỏe cho gia đình bạn.